ơi, ôi ôi ôi, mình thấy là hiện tượng lạ. Vô vô cái nhà ơi, ui hàng đó, hai con bự cái nhà ơi, hai con bự, trời ơi, phá phê. Nhà nghe hết kêu chưa? Cái ổ ếch này đó, đó mà bơm nước lên đó cái nha, đặt cái lạp đó là ngay chân chỗ đó ếch một bài vô luôn. Hiệp xin kính chào cô chú anh chị và các bạn trên mọi miền đất nước đang xem clip của Hiệp nha. Chúc mọi người có một ngày mới thật vui vẻ nha, tràn đầy sức khỏe. Thì cũng như mọi ngày, hôm nay tiếp tục đi đặt lợp ếch nha cả nhà. Đây là cái xe huyền thoại, là mấy cái lợp ếch của Hiệp ngày hôm nay đặt cũng 15 cái nha nha. Đây mồi của mình, hồi hôm qua thì mình có lấy bên bà chị đâu khoảng 3, chắc 3 ký gì, mình chia làm 2, mình đặt 2 ngày nha nha. Hôm nay nó thúi dậy lên nha, có dồi luôn. Thì địa điểm hôm nay quay về đồng nhà nha. Hôm qua mình lên trên cái nghĩa địa, chỗ nghĩa địa mà khu mà mình bị bẫy tặc lấy á, lấy lợp đâu 5 cái á, mà bữa nay hôm qua mình đặt lại á, sáng nay mình không thăm, không có bị mắc nha nha, cũng hên đó. Thì hôm nay quay lại đồng nhà nè, chỗ nó ở cái ô dưới kia nước im quá, nhưng mà ta mới vừa bơm lên cả nhà, chưa có nước nhiều nên Hiệp không có đặt được, tức cái chỗ dưới ếch nhiều lắm nha. Đó đặt được, chắc hồi về chừa cái về nhà đặt cả nhà. Đây mồi nè, nó đang thùi lùi gần gá thành sắc mắm luôn, cũng trộn ngủ với hương tỏi với dầu cá nè cả nhà. Đó, nhận lợp của Hiệp. Trời chuyển mưa ở nhà mới sợ lúa, sáng chiều lại trên chuyển mưa thì vậy kìa, buồn thiệt chứ. Đây đặt chĩa quay vô bờ nghe nha, canh theo hướng gió, đặt chĩa quay vô bờ nè. À, cái lợp của Hiệp thấy không? Rồi để Hiệp chạy túc trên gần tới bên kinh H bển coi có ai bơm nước chưa. Không bơm nước thì mình chạy qua bên bờ kinh bên kia mình đặt nghe nha. Có gì mình hẹn cả nhà sáng mai mình đi thăm nghe nha. Bye bye nha. Hiệp xin chào buổi sáng tất cả cô chú anh chị và các bạn trên mọi miền đất nước nha. Thì sáng Hiệp đi thăm lợp ếch nha cả nhà. Giờ này cũng hơi mới giờ chập sáng à, mình đi thăm sớm về mình còn đi công chuyện nữa, đi hớt tóc, tranh thủ thời gian đi hớt tóc chứ tóc dài quá luôn, hổm gài làm không có thời gian hớt tóc cả nhà. Đây cái máy huyền thoại, bây giờ mình không còn làm ô đất này nữa nha, trở lại chỗ ruộng làm ở nhà. Hôm qua bơm nước hơn là hôm qua mình không có đặt, mình tính nó đặt dài dài đó canh nước ta bơm tối nó cũng đầy à, mà cuối cùng ta đâu bơm đâu nha, mình đặt có một cái ở đây à hơn. Nói chung là cái đường này là đường ếch nhiều nữa nha, từ đây nè dài lại tới ô đó đó là đường ếch nhiều đó, mình đặt mấy mùa trước cả nhà cũng thấy chạy nhiều lắm, mà ngặt cái ta không có bơm nước, ta bơm có một miếng à, được cái ô này cửa hàng cái đầu tiên. Đó, cái đầu tiên chứ không phải nha, hôm qua mình quay về mình đặt cái này cui hàng hai con nha nha. À, cũng được, không nên đổi. Trời còn tối nó hơi chất lượng nó hơi kém ở nha, thông cảm nha. Này hai con nha nha, cũng được. Hello em đó. Cái đầu tiên hai con cũng được cả nhà. Không tại mở hàng vậy là thấy vui vui rồi. Rồi để Hiệp bán vô, Hiệp chạy lên trên kia luôn nha. Tiếp tục ô này, mình đặt cái khúc này đặt có hai ô ấy nha, rồi lên trên kia mình đặt nó mới nhiều cái gần nhau, tại ô nó cũng dài dài bự bự. Còn cái này hôm qua nước nó hơi nhiều, tí bữa nay nó cạn rồi nha. Ôi hè, ôi hai con nữa nha, được có lý. Ôi trời vậy chân vô mặt luôn rồi, thu quắc cái mặt luôn rồi, hai con nghe nha. À, có lý, cái nào cũng hai con thì ngon lạch. Hello Nết sung ha, con ếch nhỏ nó sung, ếch bự bự cái đầu nó lì lì đó nha. Thường mấy ếch bự nó lì lì, mấy ếch nhỏ nó sung lắm, nhảy ghê lắm. Hai cái nào cũng chạy hai con hết,
có lý cái này. Rồi tới ô đây mình đặt một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, bốn cái liền kề này, cái ô này luôn nè. Lâu lâu có ô bơm nước phái qua đặt bốn cái liền kề luôn, tính hiệp hay vậy đó nha. Có ô ngon ngon là hiệp đặt cái kế nha. Khui hạn nè, khui hàng, khui hàng, rồi lụm cái nha. Con một, con một, hello nết, đây đây đi, em sát đây đi, để xa gần quá, xe là chạy ngang, tiếp cái nhai. Thường nó đặt cặp ngay đường nước giữa là nó chạy mạnh nha. Đặt kiểu đó đâu có chỗ đâu đặt. Buộc phải đặt cặp đây. Rồi thấy em ghe ta. Ui nè, một con nữa. Con không đặt. Một dưới kia mình chạy. Hai con. Một con nữa nghe nha. Kệ. Một con đỡ lon gạo. Hello anh yêu, còn đợi lon gạo nha. Tiếp thôi, cái dàn đường nước nè, mong là nó chạy nghe nha. Ui hàng rồi, con nữa. Ủa hai con, ủa còn một, được đâu hai con chứ. Còn ngoài ta, còn nghe nha. Hello, hola, còn cái, cái cuối cùng đây của cô này nghe nha. Máy chạy ầm ầm ồn quá cả nhà thông cảm nha. Chạy lên ô trên kia đặt hai cái trên kia, mất chạy đảo về nữa. Ôi chạy tới cái thác này thấy màn nước sao xấu quá nhà ơi. Khui hàng ơi, khui hàng rồi, chết quớt này, chết rồi nhà ơi. Rồi tính hôm qua ô này đang bơm nước nè, nhà mình đặt cặp đây là tới chiều tối là ở đây vậy. Ai ngờ ta tắt luôn rồi, giờ khui hang nước buồn thiệt chứ. Đây đang cái nghe cái nhà ơi, khui nước rồi. Khui hàng, ô gì cũng đựng con nữa nhà ơi nè. Trời ơi anh kêu. Ôi dạ. Đó. Nhà nghe hết kêu chưa? Cái ổ ếch này đó, đó mà bơm nước lên đó cái ha, đặt cái lạp đó là ngay chân chỗ đó ếch một bài vô luôn, một con nghe nha. Kệ, khô nước gì mà đừng có là cũng ngon rồi, đỡ hơn có nước mà nó không chạy. Còn cái này nữa nè, cái chỗ đó là ổ ếch trong đó đó nha. Đặt cái mùa trước á mình đặt á, mùa trước kia nữa, năm trước nó hay vậy. Ngay mùa lạnh mà mình đặt ngay chân cái này như này nè, nhân bụi tre nè, trâu vô nó vô một bay vậy đó. Hôm qua phải đặt đây, hôm qua ngay tưởng bơm nước ngập luôn, buồn thiệt chứ. Rồi, này mà sao xấu gì ta, vui hèn mẹ. Ôi cũng chạy luôn nghe nha. Có lý. Đó. Hai cái chạy hết hai cái. Nước càng vô. Cô vô mà chạy hai cái luôn nha. Cũng có lý. Không đến nỗi tại. Rửa. Mò quá thúi lắm, phải rửa mới được. Rồi đấy chạy qua bên bờ kênh bên kia, mé bên kia nghe nha.
Rồi tiếp tục mấy anh đây cái nhà ơi. Cái chạy huyền thoại làm ẩm thực rồi nè nha. Đặt cái ngay đây coi sao. Đồng nước không? Ui. Rồi không thấy đồng nước rồi cả nhà. Chắc là gì rồi đây. Không thấy đồng nước kêu phịch phịch gì hết. Ui. Ui nè. Rồi chết thiệt cả nhà. Vô con nhái. Vô con nhái. Đâu rồi cái này đây đây. Chơi thì này cái này chơi lá chuối nè nha. Lụm lá chuối luôn. Rồi lá chuối chạy không? Trời ơi ngay chẳng hang chuột luôn. Đau lòng thiệt. Quá đặt đâu ngay hang chuột đâu. Lá chuối, rồi lá chuối chết quớt luôn. Lá chuối chết quớt luôn cả nhà ơi. Còn đây hai cái. Xong lên trên kia. Hai cái. Lá chuối chết quớt rồi. Ôi, ôi ôi ôi. Mình thấy là hiện tượng là vô vô cái nhà ơi. Mình lại mình thấy nhúc nhích rồi đó. Nước nó nhúc nhích rồi đó nha. Xiền là chạy ra nha. Không biết nhiều thôi. Ui hàng đó, hai con bự cái nhà ơi. Hai con bự. Trời ơi. Quá phê, quá phê. Cỡ này mà vô hai con là mình phê lắm đó nha. Có vô hai con là ngon lành canh đào. Hai con bự luôn á nha. Ồ, ồ, ok à. Đứng bít cái lạc luôn. Hai em bự. Quá sướng, quá sướng. Chạy, phải chạy. Bự gì đó mà đã à, em vàng nghính luôn á nha. Em thì đen, em thì vàng. Hai con nghe nha. Tiếp. Cái đây xong rồi lấy xe chạy anh chở anh cái này. Biết xe còn xăng không, sáng thấy còn có miếng xăng chạy qua kinh thắc là chạy đảo về, chạy lên ngược lại lên đây rồi chạy đảo về nữa. Có khi nào dẫn bộ gì không ta? Dẫn bộ về hơi mệt á. Có đồng nước không? Lại thấy đồng nước phê lắm rồi nha. Đồng nước không? Rồi không thấy đồng nước nha ta. Thấy đồng nước. Ủa cái này phải hiện tượng ếch lại không ta? Thấy lúa sập sập hay là hôm qua mình làm nó sập? Khui đi tính gì tính. Khui. Ơ đưa vô một con cái này. Cũng được. Có ếch lại. Một con nghe nha. Đó é. Có ếch là mừng à. Một con nữa. Hello Nết. Hello Nết. Quay lại quay mặt lại. Quay mặt đẹp trai rồi. Đó ha. Rồi ụp lợp lại cái nhà ơi. Chạy lên ngược trên kia. Còn hai cái trên kia đó. Xem mấy em chạy hút luôn à. Mình đặt cái cặp đê này mà xem mấy em chạy hút luôn nha. Úi da trời. Dập dọn em xỉu. Rồi thấy im ghê rồi. Im ghê rồi cả nhà ơi. Chật quá rồi. Ô này xịt thúc ốc rồi. Nhìn mặn nước thấy vô quạnh quá nhảy. Ui cái này ngay đường nước nè. Khui. Ô chạy cái nhà ơi. Được cái này chạy cũng được. Đây một con nha. Ếch bự luôn. Vất giác lại cũng được. Đó nha. Con ếch bự nha. Vất giác lại. Kiếm chút cháo. Đó. Hello. Rồi. Tình hình hôm nay là mình dính cũng ổn rồi nha. Rồi một cái dính nè. Hai cái dính, ba cái dính, bốn cái dính, năm cái dính, sáu cái dính, 7 8 9 10. Đây 10 cái, 11 cái. 11 cái dính nghe nha. 11 cái dính để về nhà mình đổ qua. Hôm nay được nhiêu nha. Rồi, thành quả hôm nay nhiêu nha. Này gom lại cỡ ký ếch nha. Được mấy cái chạy ít con cành cành không kìa. Đó. Con cành cành không nghe nha.
gom lại được cỡ ký ếch á. Hôm nay nhiều cũng ổn mà, nói chung là trái vụ kiếm nhiều không có nghe nha. Đợi tới tháng mấy nữa, càng cuối mùa hè thu này á, chạy mới mạnh. Không rồi đầu vụ 3 á, mình đặt chạy dữ dằn luôn á nha. Rồi thì video tới đây cũng kết thúc nha. Chào tạm biệt cả nhà luôn. Hẹn cả nhà những clip lần sau nha. Bye bye cả nhà.